An ơi, em tới nè. Con ơi, mình đi thôi con. Ôi con ôi trời ơi, con làm cái gì vậy? Trời ơi, chúng ơi, con sao không? Trời ơi, chú la lên cái con hết hồn, con bé hụt chân té chết đó chú. Tôi định hỏi cô đó, tôi đang đi kiếm cây cầu tử thần, cô biết nó nằm ở đâu không? Cây cầu tử thần? Ừ. Chú ơi, cây cầu tử thần nó tuốt bên kia đèo kìa, nguy hiểm lắm. Trời xa quá vậy. Đúng rồi, ở bển hả, đường đi nguy hiểm, người ta rào lại đâu có cho ai đi vô trọng đâu. Dễ chết lắm chú, chỉ có mấy người mà muốn tự tử mới có thể đi vô. Chú chú đừng có nói với con là chú muốn đi tự tử nha. Thì tôi trời đất ơi, trùng hợp vậy chú. Trời, con không ngờ luôn á. Chú cháu mình không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, mà lại muốn chết cùng ngày, cùng năm, cùng tháng chú. Ủa vậy là cô cũng đi tự tử hả? Ủa mà chú đi tự tử thôi mà chú kiếm cây cầu tử thần chi cho cực vậy? Cầu nào mà không nhảy được? Tôi nghe nói á, ai mà tự tử ở đó thì sẽ dễ chết. Trời đất ơi chú ơi, cũng may chú gặp con á, chú mà đu theo phong trào chú đi qua cây cầu tử thần đó, nhiều khi chú chết trước khi mà chú qua bệnh á, xui lắm á chú. Trời, chết thì chết chứ còn xui gì nữa cô. Chú sai rồi. Con nói chú nghe nè, khi mà chú tự tử có nghĩa là chú ý thức được cái chết của mình, chú mãn nguyện với nó. Cho nên đó là mãn nguyện, không phải là tai nạn, hiểu không? Còn chú chết trước khi tự tử là tai nạn, xui. Cô nói có lý á. Đó, mà sao chú đi tự tử vậy? Con thấy chú cũng lớn tuổi rồi, còn có sống nhiều năm trên cuộc đời nữa đâu, tự nhiên đi chết chi? Chứ cô thì sao? Tại sao cô đi chết? Con đi chết là lý do của con, giờ con đang hỏi chú trả lời nè. Chú nhớ gì không nè? Chú biết tiếng Việt không? Chú quên tiếng Việt mất tiêu rồi cô. Trời đất ơi chú ơi, chú nhớ, ráng nhớ con nè. Chú mà không nhớ là không làm gì được nó luôn. Không làm gì được nó luôn. Không làm gì được nó luôn. Con thề luôn á. Con thề luôn. Tới đây được rồi mà vẫn còn không nhớ tiếng Việt. Chú nói chữ phải chi được không? Con nhắc luôn, phải chi luôn á. Phải chi? Là vợ chú á, suy nghĩ lạc quan giống con á, thì chú đâu có đi chết như bây giờ đâu. Hay quá chú ơi, hay quá chú ơi. Mà chú nói con nghe nè, hồi trẻ á, chú đẹp trai lắm chứ. Trời ơi, chú nói nha, con gái sắp hàng đùm nớp. Mà khổ nổi á, chú mê chỉ mỗi một cô này thôi à. Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ, này cô em có nụ cười ngây thơ, thành khi không quãng đường im gió, không gió này gì lang thang, cô có thương thầm ăn học. Mày lão già, tại sao bây giờ ông lại ở đây hử? Đúng lúc này là ông phải đi làm cơ mà. Trời ơi trời, sao mà con lại có ông chồng vô dụng như thế này. Bà ơi, thật sự luôn, tao không những hận thằng này, tao hận luôn thằng chỉnh nhạc. Tao chưa nói tới câu luôn. Bà ơi, trời ơi này trời, sao con nói đi rồi. Bà cho tôi nói không? Chưa tới ông nói. Lúc cần nói không nói. Lúc không cần nói nó nói quá trời. Trời ơi là trời. Bà ơi, tôi quên mất tôi muốn nói gì. Bà ơi, bà không nhớ hồi xưa à? Nhớ cái gì? Chứ mà lấy tôi á, bà nói á là cho dù tôi như thế nào á, bà sẽ thương tôi đến suốt cuộc đời mà. Tôi nhớ thì làm sao? Tôi nhớ thì làm được gì? Tôi đâu có nghĩ là ông nghèo bền vững như thế. Ngày xưa thế nào? Ngày xưa tôi là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Ông nuôi được vài tháng, tôi to tỏa thế này, ông không thèm nuôi nữa. Thế là một mình tôi tự nuôi thân tôi. Ông có làm được cái gì hay không? Hử? Chứ bây giờ bà muốn cái gì? Bà muốn tôi chết đó hả?
chết đi. Rồi ơi, bà ơi. Bà ơi. Con nghĩ chú đừng buồn nữa. Cái chuyện của chú á, đâu có gì đâu mà chú đi chết dữ vậy. Chú hiểu không? Phí thanh xuân lắm. Chứ còn cô thì sao? Tôi thấy cô lạc quan, cô rất là triết lý. Mà tại sao cô đi tìm tới cái chết? Thật ra mà nói á, lạc quan á là cách sống, triết lý thật ra chỉ là tư tưởng sống thôi. Nhưng mà nếu chú không có lẽ sống á, chú không bao giờ muốn sống nữa đâu chú à. Nói chứ, chú biết không, con á là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không ai nuôi dưỡng hết á. Con tự mập á chú. Rồi cũng lớn lên mập vậy nè, ai cũng chê con, nhưng con không quan tâm. Tại vì bên cạnh con có anh An, anh cho con biết tình yêu là gì, hạnh phúc là gì, và cho con biết lẽ sống là gì. Chú lại quên nữa rồi. Chú đi luôn rồi. Anh An ơi. Vô. Anh đâu rồi? Ngại chàng, thành anh An. Mập. Ôi mập ơi, anh kêu em rồi. Anh có mua quà cho con mình nè. Em không thích à? Nghĩ sao? Đi mua con hà mã con cho con. Ý mấy người nói tôi là hà mã mẹ, xong cái đẻ ra hà mã con gì? Cái con mập cái gì? Nè, bà xã. Gì? Cho nên ôm cái coi. Nó chơi, ôm gì? Mập cho nên ôm cái coi. Giận ai không có ôm. Ê. Gà đời. Ê. Buông gà coi. Trời ơi. Gì? Anh bị mất cái tay rồi. Nói lại cho anh coi. Ủa chưa? Suốt ngày chê túi này chê túi nọ. Ủa, hồi xưa mấy người biết tôi mập sẵn rồi đó, mấy người thương tôi chi? Ủa, chưa hồi xưa thì sao? Mấy người biết tôi đẹp trai rồi đó, thương tôi làm gì? Nè, tôi thương mấy người đâu phải do mấy người đẹp trai đâu. Tôi thương mấy người do mấy người tốt bụng bộ. Tôi thương mấy người á, tại vì mấy người tôi thương á là mấy người. Hiểu chưa? Ngốc quá à. Nè, cho dù ở bên ngoài cô nói em như thế nào, em cứ mặc kệ đi. Anh thương mấy người á, tại vì mấy người đang yêu, dễ thương. Và nhất á, là mấy người yêu anh. Xạo quá. Mấy người có thương tôi nhất không? Tôi thương mấy người nhất á. Vậy mấy người thương ai nhỉ? Thì thương con. Ủa mấy người thương tôi nhất, mấy người thương tôi nhì, rồi ba mẹ mấy người để đâu? Thì ba mẹ anh để trên đầu. Ủa vậy sao mấy người thương tôi nhất rồi mấy người để tôi đầu đi? Anh khùng hả? Anh mà để tôi đầu gãy cổ anh sao? Đâu thấy chưa? Anh giỡn mà. Mập. Gì? Cho hùng cái coi. Gì? Cho hùng cái câu gì? Mập. Cái gì? Vợ tôi hùng chứ. Khùng quá. Hùng cái anh đi làm. Ủa? Dạ anh đi làm hả? Anh mới đi làm về mà. Bên đoàn phim á, mới gọi anh, kêu anh đóng thế. Mệt quá à. Mấy người cứ cực khổ vậy hoài, tôi không thích đâu. Cực khổ cái gì? Quan trọng á, là em và đứa con á phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Chị Hùng cái coi. Anh đi nha, chạy rồi. Anh đi nha. Bye bye con, ngoan nha con. Bye bye em, đi nha. Cứu người, diễn viên đóng thế bị tai nạn. Gọi xe cấp cứu giùm đi. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không gian và nguôi lắng dần. Những điều tôi chưa nói với em, hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn.
hát gì liền khi đêm quá yên. Trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi theo cơn mơ niềm đau xót thầm. Có bình yên nào không xót xa ấy nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Không nhớ anh An lắm, con chưa kịp nói với anh, con nấu canh chua các con tổ bữa đó đó, anh thích món đó nhất luôn rồi chú. Con chưa kịp nói với anh, con có mai một đôi găng tay mới cho anh đó chú. Con mai lâu lắm á, tại con không biết tiêu thụ mai giá. Con chưa kịp nói với anh, mới rốt 2 ký không còn mập nữa đâu. Chú ơi, thôi cô gái ơi, cô đừng có buồn nữa. Cô ơi. Anh à, anh dạ. Rồi. Ui dạ. Cô bị gì vậy cô? À. Cái gì vậy? Bị động thai hả? Hả? Có chút. Hả? Chị... Có... Tôi có sao không? Con chuyện dạ. Hả? Rồi. Anh ơi chú. Giờ làm sao? Chú ơi. Tôi được đi vô bệnh viện nha. Không kịp nữa chú. Chờ mẹ con á. Rồi. Anh dạ. Anh dạ chú ơi. À, anh dạ. Cô có sao không? Chú ơi. Anh dạ. Giúp con. Chú ơi. Giúp con chú ơi. À. Đúng là một thiên thần của cô ơi. Mẹ cô. Mẹ thương con. Cô ơi, đây chính là lẽ sống của cô đó. Và tôi tin rằng chồng của cô cũng muốn điều đó. Con cảm ơn chú đã giúp con. Còn chú thì sao? À, còn tôi thì... Chú, con nói chú nghe nè. Không một người đàn bà nào chấp nhận cứ trải qua một cuộc đời khó khăn, gian khổ mà suốt ngày cứ cằn nhằn chú hoài như vậy đâu. Chỉ có tình yêu thật sự mới giữ chân được vợ chú thôi. Chú ơi, bà ấy bỏ cả thanh xuân đến với chú đó chú. Chú suy nghĩ lại đi. Cô nói đúng á. Đáng lẽ ra tôi không nên tự tử. Tôi nên tìm bằng mọi cách để cho bà hạnh phúc hơn. Đúng rồi chú. Thanh xuân không mất đi, chỉ có chúng ta không biết quý giá và trân trọng nó thôi chú. Chú ơi, mấy giờ chú đưa vô bệnh viện chứ đứng ngay ngoài kỳ lắm chú. Thôi chú đưa vô bệnh viện nha. Không biết là cái khả năng tiếng Việt của anh là lúc đó anh quên thiệt hay là sao? Hay là đó là một cái miếng để mà gây cười với khán giả? Thật ra là tiếng Việt của em thì em hiểu căn bản thôi, em có nói căn bản thôi. À. Nhưng mà
Những câu thoại thường thì em phải học những từ mới. Nói chung là lỗi của em. À, cái kịch bản của Thảo chọn thì tính nhân văn rất là cao luôn. Ha, và ý nghĩa đâu gì rất là hay, nhưng mà nó không có phần hài hước. Nhưng nhờ những yếu tố của An Quỳnh mà mới làm cho tiết mục hay lên. Và em là người không học thuật, thế mà em điềm đạm để đi vô một vai chồng. Đó là do kỹ thuật biểu diễn trong người em nó tự nhiên nó có lên. Và khi em thấm thì em đẩy cái người bạn diễn của em tới cái mức độ tôi cảm thấy Thảo thanh xuân với em thật sự cái lúc mà em xin hung một cái. Cặp đôi hài hước của bạn vừa có một chút gì đó hài hước nhưng vẫn đem đến cái sự xúc cảm sâu đậm trong trái tim của Vũ. Và điều đặc biệt là các bạn diễn như thật, thật lắm, rất là thật. Chính vì vậy mà chắc chắn là số điểm của bạn đối với Nguyên Vũ dành cho hai bạn rất là cao. Ở đây các bạn sử dụng âm nhạc bài nào của nhạc sĩ nào hoàn toàn hợp lý, không hề dư. Và giọng hát của Thảo thật sự tương đồng, xứng đôi vừa lứa với bạn diễn của mình. Nếu như tính về cái hài mà khi cái bi của các bạn đã đưa đến đỉnh điểm, đó là khúc Sanh Em Bé. Và tất cả những điều đó chúng tôi cảm nhận được. Giám khảo chủ nhà dành cho Thảo Thái và em. Samuel An Huỳnh đó là 20 điểm. Xin chúc mừng. Và số điểm của giám khảo khách mời sẽ được giữ lại. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 50 vị khán giả tại trường quay dành cho Thạch Thảo và Samuel An Huỳnh. Chính vị 6 điểm.